Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Hãy Sống Khác. Mời quý vị cùng theo dõi clip và đừng quên chia sẻ lên thấy ý nghĩa quý vị nhé. Bạn dù tài giỏi đến đâu cũng không cách nào làm vừa lòng tất cả. Sống ở đời không phải lúc nào cũng có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Vậy nên không cần phải quá để ý tới cái nhìn của người khác. Hãy cố gắng sống cho tốt cuộc đời mình. Có người ưu ái, ngưỡng mộ bạn thì cũng có người chán ghét, chẳng ưa bạn. Có người hết mực tôn trọng bạn thì cũng có người xem thường bạn. Cuộc sống chính là như thế. Dù bạn có làm mọi thứ đi nữa, cũng không có cách nào có thể làm đẹp lòng tất cả mọi người cho được. Ở đời, có người này thì có người kia. Ai cũng có lý tưởng, nguyên tắc và lòng tự tôn. Đừng vì mãi theo đuổi để làm cho được đẹp lòng người khác mà đánh mất đi bản tính của mình. Bạn trong miệng người khác không phải là bạn chân thật bằng xương bằng thịt. Người khác nói bạn xấu chưa hẳn là bạn đã xấu. Người khác nói bạn tốt cũng chưa hẳn bạn đã hoàn toàn tốt. Người khác có nhìn cũng chỉ thấy được bạn từ dáng vẻ bề ngoài, chứ không thể nhìn thấu được sâu thẳm bên trong nội tâm của bạn. Con người ấy cùng giống nhau có đôi mắt, nhưng khác nhau cách nhìn. Cùng giống nhau có cái miệng, nhưng khác nhau cách nói. Cũng đều có trái tim, nhưng cách nghĩ khác nhau. Cũng là một đồng tiền, nhưng cách dùng và chi tiêu mỗi người một khác. Trên con đường đời ngắn ngủi này, bản thân cần phải sống cho là chính mình, sống cho tự tin. Trong nhân thế hỗn độn này, mỗi người một cách sống khác nhau. Mỗi dân tộc có một hệ ngôn ngữ, một tập quán thói quen. Mỗi địa khu, mỗi quốc gia lại tồn tại đặc trưng một nền văn hóa. Mỗi thế hệ có một sự nối tiếp cha ông, mỗi trái tim có một tiếng nói riêng. Song ở đâu cũng đều là người, đều là màu máu đỏ, biết hít thở khí trời và đều có tâm hồn, đều có quyền sống làm người tốt. Đại bàng không cần tiếng vỗ tay khuấy động cũng tự bay lên bầu trời. Cây cỏ nhỏ không có tâm người để đau, ấu cũng biết thành trưởng. Dã hoa trong núi sâu, không có người thưởng thức, cũng đua nhau vui nở. Làm người không cần phải ai ai cũng đều thích mình. Chỉ cần bạn chất phác thật thà, rộng lượng là được. Làm việc không cần phải gặp ai cũng đều lý giải. Chỉ cần bạn tận tâm, nỗ lực, thế là đủ. Kiên trì biết trước sẽ có lúc chùn bước, đơn độc lẻ loi. Người khác có cười nhạo cũng chẳng hề trở ngại. Dẫu rằng là thương tích đầy mình cũng cần phải kiên cường giữ vững lý tưởng. Thời thời luôn nhắc nhở chính mình rằng đã đến thế giới này dù có muốn cũng không thể nào quay về lại những ngày tháng đã qua. Vậy thì hãy sống những ngày tháng thật tươi đẹp, vui vẻ, hữu ích. Sống sao cho thể hiện ra được sự sâu sắc và tinh thâm của chính mình. Cho chọn bổn phận của bản thân với thực tại. Phúc đức của đời người tưởng là vô hình nhưng lại tồn tại chân thực. Vậy nên cuộc sống là cần phải tích phúc, tích đức, đừng nên dại dột hủy mất nó, kẻo có ngày mang họa. Trước đây, ở một địa phương nọ, có hai người đàn ông là bạn thân thiết của nhau. Một người ăn chay niệm Phật rất lâu, nhưng lại luôn bị bệnh và nghèo khó. Về sau này, anh ta thốt lên rằng, ăn chay niệm Phật là không có tác dụng gì. Lúc ấy, người bạn của anh ta đã nghe thấy câu nói này, rồi nói đùa rằng, anh nói ăn chay niệm Phật là không có tác dụng. Thế thì anh hãy đem công đức mà anh ăn chay niệm Phật trong suốt thời gian qua bán lại cho tôi đi. Người ăn chay niệm Phật tưởng lời nói của bạn mình là thật, liền nói lời đồng ý. Bạn của anh ta từ lời nói đùa giỡn cũng chuyển thành lời nói thật. Thế là hai người họ thực sự đã trả tiền cho nhau rồi lập giấy biên nhận. Người ăn chay niệm Phật bán đi phần phúc báo do ăn chay niệm Phật mà có của mình cho anh bạn kia và nhận một số tiền tương đối lớn.
Ngay đêm hôm sau, khi đang ngủ, anh ta liền mơ thấy một giấc mơ hãi hùng. Trong giấc mơ, một con quỷ đến tìm anh ta và nói rằng phúc báo của anh hiện đã hưởng hết, chỉ một tháng nữa số mệnh của anh sẽ chấm dứt. Người đàn ông này sợ quá liền bừng tỉnh. Sau khi suy nghĩ lại, anh ta vội vàng quyết định tìm đến chỗ anh bạn kia để trả tiền và thu hồi giấy biên nhận đã bán phần phúc báo đó. Nhưng thật không may cho anh ta là giấy biên nhận kia đã bị người bạn đốt đi rồi. Đúng như lời con quỷ nói, chỉ một tháng sau, anh ta đã lìa đời. Người xưa dạy, phúc là không thể hưởng hết. Phúc hề họa sở ý, họa hề phúc sở trí. Ý nói, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. Từ xưa đến nay, có rất nhiều vĩ nhân nổi danh đều nói, khi tôi còn nhỏ, di sản lớn nhất mà cha mẹ tôi cho tôi chính là sự nghèo khó. Mạnh Tử nói, trời xanh giao trọng trách cho ai, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi luyện, làm cho gân cốt họ mệt nhọc, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng. Làm việc gì cũng không thuận lợi. Có như vậy mới khơi dậy được ý chí, rèn luyện được nhân phẩm và đề cao tài năng của họ. Ngạn ngữ có câu, cùng nhân đích hài tử, tảo đương gia. Có ý nói, trẻ nghèo sẽ sớm biết lo liệu việc nhà. Người xưa thường nói rằng, mỗi một người có mặt ở trên đời này đều là vì có phúc báo nên mới có thể sống. Cho nên phải lưu ý rằng, đừng chỉ sớm dùng hết phúc báo trong mệnh của mình mà không lo tu bổ thêm. Chúng ta nên hiểu rõ nhân cách và đức hạnh mới là tài phú quý báu nhất của đời người. Khi chúng ta đã là người có nhân cách đức hạnh thì nhất định sẽ có phúc báo và cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua yên bình, hạnh phúc. Đừng than phiền khi gặp khó khăn. Cuộc sống không được như ý muốn, bởi vì có thể đó là bạn đang chịu khổ mà tích đức, tích phúc báo cho tương lai của bản thân mình. Một đứa trẻ lặng thinh, một đứa trẻ không ăn cơm và một đứa trẻ chỉ biết cầu nguyện. Câu chuyện thứ nhất, đứa trẻ không chịu nói một lời nào. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa trẻ này là khoảng thời gian 30-40 năm trước. Lúc ấy tôi đang học đại học, vừa đẩy xe đạp chuẩn bị đi đến trường thì nhìn thấy một vị cảnh sát dùng dây thừng trói một đứa trẻ ở bên đường. Đứa trẻ đại khái chưa đến 10 tuổi, không mặc áo, vừa gầy vừa đen, hai tay bị trói gô ra đằng sau lưng. Một đầu dây thừng trói ở tay, đầu dây kia thì anh cảnh sát giữ chặt. 30 năm trước, rất ít ô tô, xe cảnh sát cũng chẳng có nhiều. Vậy nên nếu cảnh sát bắt được phạm nhân thì thường trực tiếp lôi người đó đi bộ về đồn. Bởi vì phạm nhân còn quá ít tuổi, người đi đường đều tò mò muốn hỏi chuyện gì. Vị cảnh sát dừng lại giải thích với mọi người. Nguyên do là đứa trẻ này, mẹ đã qua đời, cha thì bị bệnh nằm liệt giường. Nó nhiều lần lấy trộm đồ nhà người ta để nuôi gia đình. Tuy rằng chỉ là trộm chút ít gì đó để ăn, nhưng những nhà bị trộm không chịu nhịn nữa. Buổi sáng hôm nay bắt được nó thì liền không để nó trốn thoát nữa. Tôi chú ý tới biểu cảm của đứa trẻ này. Vẻ mặt nó như không biết gì, có thể nói là không một chút biểu cảm. Nó chẳng mảy may né tránh ánh mắt của chúng tôi, nhưng lại không ngừng dãy giụa, rõ ràng là nó bị trói quá chặt. Khi ấy tôi là tình nguyện viên ở trại giam nên chẳng gì lạ, lúc gặp lại cậu nhóc nó vẫn cởi trần, đi chân đất và đang quét rác. Tôi tìm viên quản lý tốt bụng nói với ông ấy rằng đứa bé này không có áo mặc. Ông lập tức đi lấy một cái áo sơ mi màu đỏ cho nó mặc vào. Ông nói đứa nhỏ này cứ im lặng suốt, chẳng hở môi nói một câu, nhưng lại rất phục tùng, bảo gì làm nấy, cũng không tức giận. Nói đúng hơn là chẳng có một biểu cảm nào. Đây là lần thứ hai tôi gặp nhóc. Lần thứ ba, tôi nhìn thấy nó là một hôm trời mưa to. Mưa to như chút, bên trong rất nhiều ruồi bọ.
cậu bé này bị viên quản lý bắt đưa đến hành lang đập bắt đám ruồi. Nhưng vì không có kỹ thuật nên cũng chẳng mấy khi trúng đích. Tôi dù sao cũng không có việc gì để làm, bèn qua chỗ nó giúp một tay. Sau khi xong việc, đứa bé bỗng nhiên ôm lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi, vẫn không nói một lời nào. Nhưng tôi cảm thấy nước mắt nó nhỏ xuống vai mình. Tôi đứng ở đó, không biết làm thế nào cho phải. Nó không nói một lời nào, nhưng những giọt nước mắt dường như đã kể rõ tâm tình với tôi. Một đứa bé 10 tuổi bị người ta trói gô diễu phố trước hàng trăm con mắt. Có thể tưởng tượng được trong lòng nó trào dâng bao đau khổ và tủi nhục. E rằng cả đời này, nó chỉ có thể câm lặng để người ta trách mắng, để người ta đuổi đánh và chẳng bao giờ dám mơ về việc có người quan tâm đến mình. Những giọt nước mắt lăn xuống vai tôi rõ ràng là những giọt nước mắt biết ơn. Câu chuyện thứ hai, đứa trẻ không chịu ăn cơm. Đứa trẻ này hơi ngớ ngẩn. Nữ tu sĩ cô nhi viện nói cho tôi biết cậu bị thiểu năng trí tuệ, nhưng không phải quá nghiêm trọng. Cậu ấy vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng cậu không thể học bài và phải tham gia lớp học đặc biệt dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Mỗi lần tôi hỏi cậu bé chuyện gì đó, cậu đều trả lời là không biết, khiến tôi tức gần chết. Chân của cậu bị thương, nữ tu sĩ đưa cậu vào bệnh viện. Ông nội của cậu là người thân duy nhất, vội vã tới bệnh viện trông, bởi vì nữ tu sĩ không thể trông cậu suốt 24 giờ. Cậu bé bỗng nhiên không chịu ăn gì, nhưng trong tình trạng chấn thương, cậu không ăn gì là không được. Ngặt nỗi, người ta dỗ thế nào, cậu cũng không chịu ăn. Mỗi lần cậu đều chỉ ăn một chút rau, còn những thứ khác thì không đụng vào. Ông nội của cậu nhìn cậu không chịu ăn, đành phải tự mình ăn hết chỗ đồ ăn còn lại. Hai ngày sau, cậu vẫn chỉ ăn một chút rau. Ông nội sốt ruột, vội gọi điện cho nữ tu sĩ đến. Nữ tu sĩ biết khá rõ tính tình của cậu bé, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Bà biết đứa nhỏ này từ trước đến nay ăn uống cũng không hề kén chọn. Giờ không chịu ăn nhất định có nguyên nhân. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Nữ tu sĩ quả là rất lợi hại. Bà đoán ngay đứa bé này nhất định là sợ ông nội nghèo quá, mua không nổi đồ ăn, buộc lòng mình không ăn, nhường ông nội được ăn thoải mái. Ông nội của cậu quả nhiên phải ăn. Điều này khiến cậu càng thêm tin rằng chỉ có để mình chịu đói mới có thể khiến ông nội có cái để ăn. Nữ tu sĩ liền xuống dưới lầu mua hai suất ăn nhanh, một suất cho ông nội cậu, một cho mình. Hai người họ bắt đầu ăn. Khi thấy ông nội đã có đồ ăn, đứa nhỏ lập tức như hổ đói, gọi điều dưỡng bệnh viện mang thật nhiều đồ ăn tới và ăn rất nhiều. Không chỉ ăn hết cơm của bệnh viện mang tới, cậu còn muốn nữ tu sĩ mua thêm cho mình một suất đồ ăn nhanh nữa. Mọi người trong phòng bệnh đều thở phào nhẹ nhõm. Y tá, bác sĩ đều đến nhìn cậu ăn cơm. Trong phòng gần như giống một bữa tiệc ăn mừng. Câu chuyện thứ ba, đứa trẻ chỉ có thể cầu nguyện. Khoảng 4 năm trước, lần đầu tiên ở trung tâm trẻ em, tôi gặp đứa bé này. Nó chỉ khoảng trên dưới 6 tuổi, chạy nhảy hiếu động. Nó chủ động nói cho tôi biết, mẹ cháu ra đi quá sớm, cha cháu phải đi làm công nhân, không thể chăm sóc cháu, nên đành phải đưa cháu đến đây. Lúc ấy, nghe xong, tôi cảm thấy xót xa. Bởi vì một đứa trẻ mới có 6 tuổi lại phải nói những lời như mẹ cháu ra đi quá sớm này. 4 năm sau, trước lễ Giáng sinh mấy ngày, tôi đi đến giáo đường trung tâm trẻ em này, lại thấy đứa trẻ ấy. Lúc đó trong giáo đường hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có đứa bé ấy quỳ gối cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Tôi hỏi là có chuyện gì xảy ra, cậu nói, cha của cháu bị bệnh, cháu là một đứa trẻ, không có khả năng tìm bác sĩ giỏi cho cha, đành phải khẩn cầu Đức Mẹ phù hộ cho cha. Sau đó tôi rời khỏi giáo đường, không đành lòng nên lại tiếp tục quay đầu lại nhìn một chút. Trong giáo đường trước mặt tượng Đức Mẹ có mấy ngọn nến đang cháy. Đứa bé quỳ gối trước mặt Đức Mẹ. Khi ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu vào khuôn mặt của cậu bé.
Từ xa nhìn lại, rất giống một bức tranh vẽ tuyệt đẹp, cũng rất thích hợp dùng để làm một tấm thiệp Giáng sinh. Lúc ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho cha cậu bé. Có mấy người có thể hiếu thuận như cậu bé này chứ? Tái bút. Đứa bé thứ nhất rất nhanh sau đó đã ra khỏi tù. Cha của nó sau khi được một nhân viên trại tù có thiện tâm giúp đỡ thuốc men, cuối cùng đã khỏi bệnh và khỏe mạnh. Sau khi nó ra tù, một số sinh viên bộ môn kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Đài Loan đã tình nguyện dạy bổ túc văn hóa cho nó. Nó cũng bắt đầu nói chuyện với họ. Còn cậu bé thứ hai, cậu được một nhóm chuyên gia ở bệnh viện cấp cho tờ xác nhận cậu bị thiểu năng trí tuệ, rồi giúp cậu có được sổ khuyết tật, nhờ đó mà có thể hưởng trợ cấp chính phủ. Một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ mà lại hiếu thuận như vậy, thật là điều mọi người cũng không nghĩ tới. Về đứa trẻ thứ ba, cha của cậu bệnh không quá nghiêm trọng, nên khi biết cha khỏi bệnh, tâm tình đã khá lên nhiều. Một thời gian sau, tôi nhìn thấy cậu lại đang nhảy nhót vui vẻ. Bản thân tôi khi còn bé chưa bao giờ phải chịu khổ, nhưng chính mình lại có cơ duyên gặp gỡ với rất nhiều những đứa trẻ nghèo khổ. Những đứa trẻ này, chúng đều mong muốn sự quan tâm của chúng ta. Khi chúng ta cho chúng tình yêu thương, cũng giống như cơn mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn, chắc chắn là chúng đang mong ngóng. Một điều quan trọng khác chính là những đứa trẻ này tuy rằng bần cùng khốn khổ, nhưng dường như chúng lại giàu tình cảm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.